Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tìm giúp việc đang là nỗi lo của rất nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ. Nguyên nhân là do giúp việc không trở lại đúng hẹn hoặc là họ đã chuyển sang một công việc có thu nhập cao hơn. Do đó mà thị trường lao động tìm giúp việc gia đình đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cụ thể mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Cũng như nhiều gia đình có nhu cầu tìm giúp việc, gia đình anh Nguyễn Văn Duy, xã Nghi Ân, thành phố Vinh tìm đến các trung tâm môi giới việc làm để tìm một người chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa để cho hai vợ chồng chuyên tâm vào công việc. Ra Tết thì gia đình tôi cần, do gia đình tôi bận công việc nhiều quá nên là cần có nhà, có em bé nhỏ nên là cần người phụ giúp việc nhà với chăm em bé. Tìm đến các công ty môi giới việc làm, nhiều người tranh thủ thời gian rảnh rỗi nông nhàn để có một công việc kiếm thêm thu nhập. Số khác lại coi đây là nghề chính của mình, mang lại nguồn thu nhập kha khá. Bởi chi phí thuê người giúp việc hiện nay khá cao, trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng đối với gia đình có trẻ em hoặc người cao tuổi và 5 đến 6 triệu đồng một tháng đối với gia đình chỉ cần giúp việc nhà. Chị ở nhà là làm đông ruộng, ví dụ là làm việc cỏ dại xong rồi, chứ gì đi kiếm thêm tiền. Lao chui nhà cửa hoặc là chăm ông bà già, chăm em bé cũng được, với tiền làm được. Thu nhập thì bình quân thì cứ 6 triệu. Từ mùng 4 tháng riêng, các đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới việc làm đã tất bật tìm lao động để cung cấp cho những gia đình có nhu cầu tìm giúp việc sau Tết được thuận lợi. Nhu cầu tăng cao nên đây cũng chính là mùa cao điểm làm ăn của những công ty chuyên về dịch vụ này. Ra Tết thì các lao động ở xa về họ muốn đi xa nữa này, để họ vào Vinh họ làm cho gần. Rồi là chủ nhà cũng ra Tết cũng có một số xáo trộn về nhân sự lao động á, thì có những người cũ muốn đến nhà họ, người cũ không quay lại nhà nữa, hoặc là người mới thì họ ở quê họ giới thiệu cho chắc bao, thì ra Tết thì lực lượng họ ở đây cũng rất là nhiều. Nhu cầu năm nay so với các năm tăng tầm khoảng 10-20%. Tuổi lao động bây giờ dao động tầm khoảng 35-60 tuổi. Nói chung nhiều nhất vẫn là 45-50 tuổi là nhiều nhất. Việc tìm thuê người giúp việc sau dịp Tết Nguyên đán là nhu cầu cấp thiết của nhiều gia đình, đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, các gia đình cũng nên cẩn trọng lựa chọn những trung tâm giới thiệu dịch vụ uy tín, có ký kết hợp đồng rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của chính mình.